Chương trình này được bảo trợ bởi Mua hai món ưa thích như bốn miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ 3 đồng 99 Giá cả và địa điểm có thể khác nhau chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam và -7 866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 -591 -5311 -591 -5311. Học khu Huntington Beach Union High School District phở 86 truyền thống từ năm 1985 hương vị vượt thời gian 714 839 4591. để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi thức dậy vào mỗi buổi sáng xin mời đến ngay với Magic Mattress 714 777 -5777. cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình cà phê sáng của lý sài gòn tv trước phần quảng cáo thì ngọc lan đang nói về một cái tình trạng à, cũng lại là lường gạt nữa thì người đàn ông này ở, ở corona ông bán cái xe ông đăng lên brecklist ông bán xe thì cái ngày mà hẹn đến coi xe đó thì đến ông để cái xe ngay trước sân nhà ông như thế này à, rồi có ba người đàn ông đến coi nó à, có một cái clip nó quay lại rất là rõ Thì à, đầu tiên á, họ nói là ờ, ông mở cái nắp cabo lên để cho họ coi cái máy ở phía trước Thì ông mở lên ờ, xong rồi cái để đó cái họ lại đi nói là mở ở phía sau cái trần xe lên để coi ở phía trong Thì ông lại đi ra phía sau mở lên Thì lúc đó đó thì có người đi theo ông Tại vì nó đi tiếp ba đứa lận là rồi đi theo ông rồi một đứa nữa cái nó giống như nó đứng tiếng việt mình gọi là cản địa đó để cho ông đừng để ý là thì ông. thì trong lúc đó đó thì cái một cái tên còn lại á nó đứng ở đây á bắt đầu nó nó khi mà ông coi lại cái camera thì ông mới biết chứ lúc đó thì ông không biết nó bứt cái dây điện gì đi cho nên khi mà thử cái máy xe đó tới bắt đầu đèn gì nó nháy nó nói chung là nó loạn hết trên nó không có bình thường nữa rồi xong rồi sau đó nó lại canh canh rồi nó lấy một cái chai nhớt nhỏ mà nó mang theo nó đổ vô ở trong cái máy gì ở trong cái xe đó thành ra khi khởi động cái xe cái xe bắt đầu tự nhiên cái đầu xe nó bốc khói lên thì lúc đó ông rất là hoảng ông không hiểu ủa chiếc xe mình nó bị cái gì mà cái tụi này nó ô chiếc xe ông nó chảy nhớt tùm lum kìa rồi nó bốc khói rồi máy như vậy cái xe này là chỉ có vứt thôi chứ không thể nào mà chạy được rồi cái cuối cùng cái ông thấy ủa nó nó lạ quá thì cuối cùng nó nói là nó mua cái xe này chỉ với giá 400 đồng thôi, tại vì cái xe này không có thể làm được cái gì nữa hết á. Thì ông đứng suy nghĩ hồi sao ông bán, ông bán cái xe nhưng mà ông bán rồi á, rồi ông lại cảm thấy là không có yên tâm, ông nói ủa tại sao nó kỳ vậy? Thế là ông vô mở lại cái camera hết ông coi thì ông mới phát hiện ra tất cả những cái gì mà ba cái người đàn ông này làm. Thế là ông đem ông báo lên trên đưa cho các cái cái đài tin tức rồi ông nói ông muốn đăng lên hết tất cả những cái này cho mọi người biết. Rồi thí dụ như ông muốn cái thời gian đăng nó lâu hơn nữa, ông đồng ý ông trả tiền như là tiền quảng cáo như vậy. Thì khi mà ông đăng lên, ông nói là trong những ngày qua có rất là nhiều người người ta xem và người ta gọi, người ta nhắn cho ông ta nói Ê, ba cái ba cái người đàn ông này nè cũng là ba người đã gạt tôi với những cái hình thức tương tự như vậy. Cho nên là từ cái chuyện mà bán xe này thì họ nói rằng là ồ bây giờ đó như vậy thì khi kêu người ta đến coi xe phải có ít nhất hai người của của chủ xe để mà canh cái tụi này tại vì nó gian lận nhiều quá à, trước đây thì mình nghe là những người bán xe mới đây thôi trên facebook cũng đầy những người bán xe ngoài cái chuyện mà xe ăn cấp làm giấy tờ giả thì bây giờ đến cái chuyện mà những cái xe những người đi mua xe mà họ nghe chiếc xe đó cái giá vừa phải rồi xong rồi họ nghĩ là ờ đồng hương có thể mua với cái giá nó tốt hơn người ta không gạt nhưng mà rồi sau đó mua xe rồi dở khóc dở cười với những cái chiếc xe đó cho nên đã nói đến tại vì cái xe nó rất là quan trọng đối với mình nó như là cái chân của mình Được đúng không rồi. mình chạy xíu xe mà nó, nó tốt á mình đi làm rồi mình cũng thấy tinh thần mình ok tự nhiên chiếc xe chạy ra cái nó hư nó trục trặc thì mình cảm thấy nó bực bội trong cái ngày đó cho nên ngay cả cái chuyện bán xe cũng vậy bây giờ nó lường gạt đến cái người bán bằng cách nó phá cái xe như thế cho nên quý vị phải thật là cảnh giác em thấy là không biết là sao có rất cũng rất là nhiều người người ta thích mua xe mà mua của tư nhân như vậy có nghĩa là uh, mua qua những cái xe mà cho chúng ta thấy đậu ở ngoài cái lề đường của việc. rồi để cái bảng bán xe với cái giá bao nhiêu đó ừ. rồi liên lạc với số điện thoại đó là ai 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 á thì chúng ta gọi lên số điện thoại đó là chúng ta mua trực tiếp thì em không biết là có lợi gì nhưng mà em thấy là vấn đề mà mà giấy tờ rồi này nọ em thấy là nó 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 không đó có được bảo đảm rồi, an toàn hơi, uh nó bị quây uh, quây uh, sao? Dạ. Yeah. Yeah. <laughs> Nếu mà Lê Thái thì anh Lê Thái sẽ không bao giờ chọn cái cách mua xe về thà chúng ta vào trong dealer hay là vào trong commerce là chúng ta mua xe hoặc là uh, ít nhất là cũng phải cái người quen biết nào lắm đó, thì chúng ta mới 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 ăn an, an tâm được mà chưa chắc người quen mà đã 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 đã, đã an tâm đâu. Dạ. Yeah. Yeah, vâng. Vân. À, cái thưa quý vị có một cái vụ vừa qua thì có một người phụ nữ ở Indiana bị bắt sau khi mà uh, cảnh sát người ta ập vào nhà cái cô này và khi người ta ập vào nhà cái cô này thì phát hiện ra là có một đứa trẻ một bé trai 3 tuổi và một bé gái 1 tuổi tìm thấy đã bị chết ở trong cái ngôi nhà này và sở cảnh sát uh, Mitchell uh, cũng là cái quận mà Bloomington Post đã đến cái số là 1211 ở phố Brook và tại đây thì cảnh sát đã bắt cái cô gái ở trên màn ảnh thưa quý vị cái người phụ nữ này tên là Brittany uh, Medina uh, khi mà ập vào nhà đó thì cảnh sát mới ngỡ ngàng khi mà phát hiện ra một cái bé trai uh, 3 tuổi và một cái bé gái chết ở trong cái căn nhà và một cách rất là bất thường và hiện nay thì cảnh sát người ta cũng đã buộc tội người phụ nữ này với cái tội danh là giết trẻ nhỏ giết hai trẻ nhỏ này và trước khi mà người ta hoàn tất những cái giảo nghiệm tử thi trong cái thời gian sắp tới và tính tới ngày hôm qua thì cơ quan cảnh sát người ta vẫn chưa đưa ra một cái bình luận nào về cái việc này và cái cô này có phải là cái người mà trực tiếp mà sát hại của hai đứa bé này hay không và chưa đưa ra cái mối quan hệ rõ giữa cái nghi phạm và nạn nhân Tuy nhiên thì cái trên cái trang Facebook của các cô này thưa quý vị thì trong cái suốt cái thời gian vừa qua thì cô cũng có up hình đăng hình về hai đứa nhỏ này và cô nói rằng là bé trai đó là con trai của cô và uh, bé gái cũng là con của cô. Và cô cũng khẳng định là bé trai của cô sinh năm 2020 tức là đến ngày hôm nay thì là bé là sinh năm bé là 3 tuổi là chính xác ở trong những cái thông tin mà cảnh sát người ta đã đưa ra và cô cũng là trong còn rất là trẻ và cảnh sát cũng người ta cũng đang trong quá trình mà giáo nghiệm tử thi và sẽ đưa ra những cái kết luận cũng như là xác định được cái nguyên nhân của vụ việc như này như thế nào mà cô hiện nay đang phải bị tạm giam và đang trong cái tình trạng là tình nghi và nghi phạm để mà cảnh sát tiếp tục điều tra về cái vụ án này thưa quý vị à, cũng tin liên quan đến một à, trẻ vị à, thành niên cô gái này á 13 tuổi, đây cũng là ngọc lan nghĩ bài học cho tất cả quý phụ huynh khi mà cho con em mình đi trên máy bay á. Thì cái sự việc này nó xảy ra là vào năm 2022, ngày 24 tháng 6. Thì lúc đó trên chuyến bay Delta từ Los Angeles đến Orlando. Thì lúc đó chuyến bay lúc chuyến bay đêm. Lúc đó cái cô bé này á thì đi cùng với người nhà nhưng mà lại ngồi do cái họ xếp cái ghế thì cái cô bé này là ngồi một cái ghế khác. Rồi cách đó hai hàng ghế mới là bố mẹ của cô bé nó ngồi. Thì khi mà cái đèn nó vừa tắt á, thì cái người đàn ông ngồi kế cô bé này á, tự nhiên bắt đầu sờ soạn cái cô này. Mà cô bé này lại nó bị một cái một cái triệu chứng, một cái bệnh. Tôi có nghĩa là có những người khi mà họ giật mình, họ sợ đó thì họ la hét lên còn có những người họ gọi là giống như là bị câm á tức là họ không nói gọi là á khẩu thì con bé này nó bị cái tình trạng đó có nghĩa là nó nó hoảng loạn nhưng mà nó không có nói lên được nó tìm cách nó chống đỡ cái người đàn ông đó thì cái người này còn nói với nó đó nếu mà nó la lên là nó sẽ không bao giờ nó gặp được bố mẹ đó nữa đe dọa nó như vậy và dở cái những cái sàm sở cho đến khi cái người phụ nữ ngồi kế cái cô bé đó cái nghĩa là cô bé đang ngồi chính giữa cái người kia tự nhiên cô đó đang ngủ thì cô giật mình cô phát hiện ra là cô nhìn thấy cái cái tay của ông đó đang để ở giữa hai cái đùi của đứa bé đó thì cô lại mới la lên thì người đàn ông đó cũng lại quay sang tấn công cái người phụ nữ kia thì lúc đó cô giống như bấm cái đèn báo động gọi nhân viên của ở trên máy bay tới thì bây giờ người cái ông này tên là Brian Patrick Durning, 52 tuổi. Ngày hôm 27 tây tháng 9 vừa rồi đó thì ông mới bắt đầu bị kết án. Thì cái bản án dành cho ông là 5 năm tù giam và sau đó là 3 năm quản chế. À, luật sư của ông á, thì chống chế nói rằng là ông này ông cái cái sự việc diễn ra là do lúc lên máy bay ông uống rượu. Mà khi ông uống rượu thì ông không có control được tất cả mọi cái cái hành động của mình thì ông cũng xin lỗi, ông nói rằng là khi mà ông có rượu vô giống như ông không có hiểu cái chuyện mình đang làm là cái gì hết. Nhưng mà nói như vậy cũng ủa nếu một cái người người ta đã biết khi mà mình uống rượu như vậy thì tại sao họ lại uống rượu đúng không? Rồi cái chuyện mà ở trên máy bay mà cung cấp rượu cho hành khách á cũng thấy cái điều nó 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 hơi vô lý. Và thêm nữa, cái nữa là quý vị thấy là con em của mình khi mà đi máy bay, trong thời gian qua người ta nói rằng À, từ năm 2020 trở đi á thì những cái tình trạng mà quấy rối ở trên máy bay á càng lúc nó càng nhiều nhưng mà riêng đối với cái chuyện này nó đứa bé hiện bây giờ nó vẫn đang bị tổn thương tinh thần có nghĩa là sau đó rồi thì nó nó có thể nó kể là những cái gì nó xảy ra nhưng mà trong cái lúc đó đó thì nó bị cái chứng là giống như á khẩu có nghĩa là không có kêu lên được à, đó cũng là một cái loại bệnh thì bây giờ người ta phải tìm cách là bồi thường cho cái đứa bé này như thế nào nhưng mà bố mẹ nó cũng phải dẫn nó đi để mà chữa trị về cái các cái triệu chứng tâm lý bởi vì nó sợ nói là nó thứ nhất là nó sợ không muốn đến gần những người lạ rồi nó sợ là nó không dám mặc đồ bơi để nó đi bơi nó nghĩa là nó sợ đủ thứ mà những cái đó nó để lại những cái di chứng rất là tai hại về sau bởi vậy ừ. cho nên chúng ta theo dõi con cái mà nhiều khi thấy là trẻ em nó phát triển bình thường ha yeah. mà sâu trong cái tâm lý của nó thì chúng ta không biết được là có những đứa nó có gặp cái pháp làm về tâm lý như thế nào thật ra đây là cũng là một trong những cái hồi chuông cảnh báo mà chúng ta khi mà chúng ta cho con em đi máy bay thì hay là đi bất kỳ nơi nào trên xe bus hay là các các phương tiện mà di chuyển công cộng hoặc là chúng ta dẫn đi ngoài public lịch á thì chúng ta cũng phải để ý con em chúng ta coi như là không hớ hình một giờ phút nào cả dạ yeah. nên... à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại